Chào mừng các bạn đã đến với kênh Món Ăn Ngon. Hôm nay thì mình sẽ làm món chả giò tôm bắp, hay còn gọi là ram tôm bắp. Thay vì cứ mãi một món chả giò truyền thống hay là chả nem quen thuộc, thì các bạn không thử thay đổi khẩu vị của gia đình mình bằng món chả giò tôm bắp cực kỳ hấp dẫn này đi. Và để làm cái món này thì ở đây mình có chuẩn bị 400g tôm sú. Các bạn nên mua cái loại mà tôm còn tươi nha. Còn tươi nó còn sống á, thì khi mà mình làm á, thì chả giò của mình nó sẽ ngon hơn. Và bắp á, thì mình dùng cái loại bắp vàng. Mình mua cái loại bắp còn vỏ như vậy nè, thì bắp nó sẽ tươi hơn. Các bạn nhìn nè, hạt bắp nè, rất là tươi và rất là chắc luôn. Và lại bóng nữa. Phần bắp này thì mình sẽ dùng 200g. Và mình dùng vài cọng hành lá. Củ cải cà rốt thì mình sẽ dùng khoảng 50g và vài củ hành tím, 20g nấm mèo. Phần nấm mèo này thì mình đổ nước vào, mình ngâm khoảng 2 tiếng để cho nó nở mềm ra nhé. Và đây là bánh tráng bò bía đậu xanh. Mình dùng một gói như vậy là có 30 lá nhé. Còn trong lúc gói nhưng các bạn thiếu thì các bạn có thể dùng thêm cũng được. Và thịt heo xay thì mình sẽ dùng 200g. Các bạn nên dùng loại thịt heo xay mà vừa nạc vừa mỡ nhé. Có mỡ thì khi mà mình ăn thì nó sẽ có cái độ béo và mềm hơn. Phần hạt nêm thì mình sẽ dùng nửa muỗng canh và một ít tiêu xay, nửa muỗng canh đường và một ít muối. Đầu tiên thì mình sẽ đi lột vỏ cái phần tôm này ra, mình chỉ lấy cái phần thịt tôm thôi. Tôm này thì các bạn lột vỏ rồi mình rút cái phần chỉ trên lưng nó ra luôn. Rồi tôm mình lột ra hết như thế này là được rồi nhé. Mình bỏ luôn cái phần đuôi, chỉ lấy hết cái phần thịt này thôi. Và đây là phần tôm mà mình đã lột vỏ xong rồi. Mình thấy cái vỏ nó còn nhiều hơn là thịt tôm nữa. Và phần tôm sau khi mà lột vỏ xong á, thì các bạn để cho thật là ráo nước. Rồi mình sẽ đem đi băm cho thật là nhuyễn. Hoặc là nhà bạn nào mà có máy xay thì mình có thể để vào trong máy mình xay luôn. Và phần tôm thì mình băm nhuyễn như thế này là được rồi. Bây giờ thì mình sẽ cho vào trong một cái tô. Đến phần bắp á, thì mình lột vỏ ra, sau đó mình sẽ xắt cho thật là mỏng. Hoặc là các bạn có thể dùng cái dao bào để mình bào cũng được nha. Còn không thì xắt cho thật là mỏng như vậy. Mình xắt càng mỏng càng tốt. Mình xắt mỏng như vậy á, thì bắp của mình nó sẽ mau chín hơn. Đến phần củ cải cà rốt thì mình bào sợi, sau đó mình sẽ xắt nhuyễn lại nhé. Đến phần hành lá thì mình sẽ xắt nhuyễn luôn. Đến phần nấm mèo thì mình cũng sẽ xắt nhuyễn luôn. Đến phần củ hành tím thì mình sẽ băm nhuyễn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu trộn tất cả các nguyên liệu lại với nhau. Mình sẽ cho phần thịt xay vào chung với lại tôm. Tiếp theo là mình sẽ cho bắp vào. Và mình sẽ cho phần nấm mèo, hành tím, hành lá và củ cải cà rốt vào luôn. Và mình sẽ cho phần gia vị vào nhé. Cho đường nè, muối nè, hạt nêm và tiêu nữa. Sau đó mình sẽ trộn đều lên. Ồ, các bạn nhìn nè, rất là nhiều luôn, nguyên một tô luôn nè. Và các bạn nhìn cái phần nhân nè, đầy màu sắc luôn. Nhìn rất là hấp dẫn nha. Và mình đã trộn đều xong hết rồi nè các bạn. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu đi gói chả giò nha. Mình cho cái phần nhân bắp tôm thịt vào trong một cái túi bắt kem nè các bạn. Để khi mình gói á, thì mình bóp ra cho nó dễ và nó sẽ gọn hơn nữa. Còn các bạn không có cái túi bắt kem, mình có thể dùng cái bịch ni lông bình thường nhé. Còn không thì mình có thể múc. Mình lấy muỗng mình múc rồi mình để lên cái miếng bánh tráng đậu xanh đó. Bây giờ để mình gói thử cho các bạn cùng xem nha. Và đây mình có chuẩn bị một cái chén bột. Mình dùng bột mì, bột gạo hoặc là bột năng cũng được. Rồi mình đổ miếng nước vào, mình khuấy cho nó hơi lỏng lỏng như thế này nè các bạn. Để mình dán cái phần bánh tráng cho nó dính lại đó.
Cái phần bánh tráng này đó các bạn thì nó có hai mặt nha, một mặt láng và một mặt nó không có láng. Mình sẽ để cái mặt láng ở bên dưới. Rồi bây giờ mình sẽ cho cái phần tôm thịt bắp này vào. Các bạn bóp như thế này nè. Mình muốn cái phần nhân nó to thì mình cắt cái túi bắp kem cho nó to to một chút. Bắp dài qua. Sau đó mình sẽ gói lại nha. Sau đó mình sẽ cuộn lại. Mình gói giống như là mình gói chả giò bình thường vậy đó. Nhưng mà ở đây thì mình gói nó ấm ấm và dài hơn. Rồi đến cái phần mối nói này thì mình sẽ quét lên một lớp bột. Hoặc là các bạn có thể dùng trứng gà để mình quét lên cũng được nữa. Để mình dán cái phần mối nói này cho nó dính lại nè. Mình dán lại như thế này. Khi mà các bạn để xuống thì mình sẽ để cái phần mối nói nằm ở bên dưới. Như vậy nè, cho nó dính chặt lại. Và tương tự thì mình sẽ gói với những phần chả giò còn lại nha. Và phần chả giò thì mình đã cuốn xong hết rồi. Bây giờ thì mình sẽ đem đi chiên. Mình sẽ cho dầu ăn vào trong một cái chảo rồi đun cho dầu nóng lên. Các bạn chế cái lượng dầu sao cho khi mà mình chiên cái cuốn chả giò thì nó sẽ ngập cái cuốn chả giò nhé. Mình sẽ dùng một đôi đũa để mình thử cái độ nóng của dầu. Mình để vào như thế này và thấy dầu nó sôi lên rồi nè. Bây giờ thì mình sẽ cho chả giò vào nha. Khi cho chả giò vào thì mình sẽ để cái phần mối nói nằm ở bên dưới. Và lúc chiên thì mình sẽ để lửa vừa thôi nha, để cho cái phần nhân nó được chín đó. Lúc chiên thì mình sẽ trở đều như thế này để cho cái cuốn chả giò nó được chín vàng đều đó. Chả giò mình chiên vàng như vậy là được rồi. Bây giờ mình gấp ra và mình cho vào trong một cái miếng giấy thấm dầu để cho nó thấm bớt dầu đi. Và phần chả giò thì mình cũng đã chiên xong hết rồi nè các bạn. Để mình bẻ thử một cuốn nha. Wow, cái lớp vỏ bên ngoài này các bạn thấy nè, nó rất là giòn luôn. Nhân ở bên trong thì nóng bốc khói luôn nè. Khi bẻ ra đó các bạn thì mùi nó rất là thơm nha. Wow. Mình ăn không như vậy á các bạn thì mình thấy nó cũng vừa ăn, nhưng mà mình sẽ ăn kèm với lại nước mắm nữa nha, hoặc là các bạn có thể ăn với lại tương ớt. Bây giờ thì mình sẽ pha nước mắm. Đây, mình cho nước sôi vào trong cái chén, khoảng nửa chén nước nha. Và mình sẽ cho vào khoảng 3 muỗng canh đường. Rồi mình sẽ cho vào 2 muỗng nước cốt chanh. Và mình sẽ cho vào 3 muỗng canh nước mắm. Mình sẽ khuấy đều lên cho cái phần đường này nó tan ra. Ở đây mình dùng nước nóng đó các bạn, thì phần đường nó sẽ mau tan hơn. Khuấy đều xong thì mình sẽ cho phần tỏi ớt băm nhuyễn vào. Lúc này thì các bạn có thể nêm nếm lại cái nước mắm cho hợp khẩu vị ăn của gia đình mình nha. Như vậy là phần nước mắm của mình đã hoàn thành xong rồi. Phần chả giò thì mình đã trình bày ra ngoài dĩa xong rồi nè các bạn. Mình có trang trí thêm vài cọng rau xà lách nè và rau ngò rí nữa. Mình ăn thử cái phần mà mình đã cắt ra rồi nè. Khi cắt ra thì các bạn nhìn thấy cái phần nhân bên trong nè, đầy màu sắc luôn. Cơ bắp vàng vàng nữa nè, mình thấy rất là rõ nha. Cái lớp vỏ bên ngoài đó các bạn, cực kỳ giòn luôn nè. Món này các bạn có thể ăn với lại nước mắm chua ngọt hoặc là mình có thể chấm với lại tương ớt. Mình sẽ ăn với lại nước mắm chua ngọt nha. Wow, rất là ngon luôn đó các bạn. Cái lớp vỏ chả giò bên ngoài này nè, khi cắn vào một cái là giòn rớp rớp luôn rồi đó. Phần nhân thì mình ăn ngọt từ bắp nè, và thịt tôm rất là tươi nữa. Có nấm mèo ăn giòn sần sật rất là ngon. Chấm với lại miếng nước mắm chua chua, ngọt ngọt, cay cay nè.
Mình thích nhất là cái độ giòn của cái món chả giò này nè các bạn. Cực kỳ giòn luôn. Đây, khi mình bóp vào thì các bạn nghe rớp rớp luôn nè.